Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và bạn nào mà theo dõi cái kênh YouTube của mình một thời gian dài thì các bạn sẽ thấy mình làm về laptop rất là nhiều, nhưng chủ yếu là những mẫu laptop phân khúc giá tốt dành cho các bạn học sinh sinh viên, cao hơn một chút xíu thì Ultrabook dòng cao cấp, hoặc là những sản phẩm gaming. Nhưng với laptop chúng ta có một cái dòng sản phẩm khác, nó gọi là workstation, tức là máy chạm di động đấy các bạn. Và đây là những cái cỗ máy nó mang cái hơi hướng để mà chuyên biệt cho những cái công việc đặc thù, để làm những công việc mang tính gọi là hiệu năng cao, hoặc là xử lý những công việc nó nói thẳng ra là nó hơi bị nặng nề một tí. Ví dụ như kiểu làm đồ họa chuyên nghiệp 2D, 3D, hoặc là các bạn cũng có thể thấy là kiểu render video hàng ngày mà chúng ta sử dụng nó để mà thay thế cho những cái cỗ máy PC cồng kềnh ở trên bàn. Ok, thì trên bàn của mình đây đang là một em laptop có cái logo chữ Z đằng sau nhìn vô cùng ấn tượng. Và nếu như bạn nào mà tìm hiểu về những dòng sản phẩm của HP ấy, thì cũng biết đây là cái dòng ZBook. Và cụ thể mình đang có ở đây là mẫu ZBook Power G8, một mẫu workstation cực kỳ xịn sò đến từ HP. Thế thì liệu với một em workstation nó sẽ khác biệt như thế nào so sánh với những chiếc laptop phổ thông? Và với em Power G8 đến từ HP ZBook này, nó có sự kết hợp của Intel thế hệ thứ 11 và card đồ họa Nvidia dòng Quadro T-Series thì nó sẽ làm được cái gì? Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Rồi, đầu tiên thì cứ phải chia sẻ qua một chút về mặt thiết kế. Vì dẫu sao đây cũng là cái thứ đầu tiên các bạn nhìn vào một em laptop như thế này. Thì mình nói luôn đây là một cái con dòng cao cấp, mức giá của nó thì chắc chắn không phải là giá rẻ nữa rồi. Thì nhìn vào một cái là mình thấy ấn tượng, bởi vì nó dày, nó lớn và nó nhìn khá là nạc thịt. Và đây là những cái đặc điểm của những cái con workstation mà, nó là một cái điều hiển nhiên. Nhưng mà thật sự nhìn vào cái thiết kế của con này thì nó đã gọn hơn rất nhiều so sánh với những thế hệ đời cũ rồi các bạn. Dày như thế này thì chúng ta lại có những cái giá của nó. Ví dụ như là nó sẽ đầm hơn, chắc chắn hơn, nó sẽ có cái không gian tản nhiệt tốt hơn. Và đương nhiên nhờ thế cái hiệu quả tản nhiệt cho con CPU và GPU của nó cũng sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Và tuy nhìn nó như thế này, đồ sộ như thế này thôi, nhưng nó cũng chỉ có khoảng 1,9kg nhờ vào những cái vật liệu từ cái phần thân vỏ được làm từ kim loại nhôm cực kỳ cao cấp, và nó cũng đạt luôn cái chuẩn quân đội Mỹ. Thế nên nó cũng cực kỳ thoải mái trong quá trình các bạn sử dụng. Lỡ may có rủi ro gì xảy ra thì dữ liệu phía bên trong của bạn vẫn được đảm bảo một cách cực kỳ an toàn. Và có thể các bạn không biết đâu, nhưng mà cái dòng ZBook của HP nó trâu bò xịn sò đến mức độ mà có những con sản phẩm lên tới khoảng 10 năm trời chạy vẫn cứ phải gọi là êm ru. Và những cái phần liên quan đến thiết kế bên ngoài như này, bản lề này, hay là cái khung gầm của nó, hay là cái phần mặt A này, vẫn chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy chính là cái giá trị, sự bền bỉ của những con workstation, từ những cái nhỏ nhỏ là thiết kế ở phía bên ngoài. Đến cái phần màn hình thì ZBook Power G8 được trang bị một cái màn hình kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD và tấm nền đó là IPS. Đương nhiên là nó cũng sẽ được phủ một cái lớp chống chói để giúp các bạn có thể làm việc ở những nơi có độ sáng cao một cách cực kỳ thoải mái. Và nói chung là môi trường như thế nào thì cái màn hình này vẫn cân được hết. Chất lượng hình ảnh hay là màu sắc thì mình thấy nó ở mức ổn, màu sắc cũng có thể nói là chấp nhận được, chi tiết tốt, nói chung là đủ để các bạn có thể làm những cái 2D, 3D trên chiếc máy này. Ngoài ra thì màn hình cũng có thể mở ra tới 180 độ để giúp các bạn vừa có một cái vấn đề bản lề nó linh hoạt hơn, mà các bạn cũng có thể sử dụng với nhiều mục đích tùy vào nhu cầu, và thậm chí là các bạn cũng có thể chia sẻ thông tin cho bạn bè đồng nghiệp cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn ấy. Cái này chắc là các bạn cũng quen quá rồi. Đương nhiên với một mẫu workstation thì các bạn sử dụng để bên ngoài làm việc rất là nhiều thì cái bàn phím và touchpad nó cũng cực kỳ là quan trọng. Nó được trang bị một cái bàn phím full size luôn nhá, thậm chí nó còn là chống tràn. Tức là chẳng may các bạn đổ nước vào cái laptop này thì chúng ta cũng có cách để mà có thể không bị ảnh hưởng đến cái linh kiện phía bên dưới nữa. Khá là xịn sò. Và cái bàn phím này cho mình cảm giác gõ khá là tốt, giúp các bạn có thể nhập liệu những sổ sách bằng cái hàng phím số bên phải một cách nhanh hơn. Hành trình thì nó vào khoảng tầm gần 2mm, khá là ổn, độ này tốt. Nói chung là cảm giác gõ thì cũng không có điều gì phải xoắn cả. Nó đương nhiên cũng sẽ có đèn nền để giúp các bạn làm việc trong những môi trường thiếu sáng một cách thoải mái hơn. Cái phần touchpad của chúng ta cũng được phủ kính, tuy nó không lớn nhưng mà cái cảm giác vuốt vẫn thực sự rất là dễ chịu, và nó cũng vẫn giúp các bạn có thể xử lý những tác vụ bình thường hàng ngày một cách trơn tru. Nhưng nói thật với các bạn, nếu như nó làm được to thêm ra tí xíu nữa, mình nghĩ cái thiết kế cũng như cái trải nghiệm nó sẽ còn phê hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ đến một trong những thứ mà mình đánh giá cực kỳ cao trên những mẫu workstation, đó là khả năng nâng cấp thực sự là bá đạo luôn các bạn. Đương nhiên với việc sử dụng Intel thế hệ thứ 11 trở đi thì chúng ta đã hỗ trợ cái khe PCI Express 4.0, và cái các bạn nhìn thấy rõ nhất đó là việc SSD hỗ trợ cái giao thức này
thì tốc độ nó cực kỳ cao luôn. Bên trong máy thì đang được gắn sẵn một M512GB rồi. Và thậm chí chúng ta còn có thể hỗ trợ tới 2 khe SSD và lắp cùng một lúc. Ngoài ra thì RAM hỗ trợ tối đa là 64GB mỗi thanh, mà chúng ta có 2 thanh mà, nên nâng cấp tối đa lên tới là 128GB. Và trong máy đang là 16GB bus 3200, nên cái việc nâng cấp nó cũng vô cùng thoải mái. Nếu như các bạn có nhu cầu cao, đập tiền vào cháy ngay đó. Còn đương nhiên với cổng kết nối thì workstation làm sao mà thiếu được. Cổng A này có tới 3 cái lận cơ. Cổng Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4 này, cổng HDMI này, cổng jack cắm mạng LAN này. Ui, không thiếu một cái gì cả. Đương nhiên là Wi-Fi 6 với Bluetooth 5.0 thì làm sao mà thiếu được, đúng không? Rồi, bây giờ đến cái quan trọng, đó là hiệu năng của em này thì sao. Đương nhiên là các bạn sẽ có nhiều cái option để chúng ta có thể lựa chọn, vào đó là phiên bản Core 5 hay là Core 7. Thì mình đang có trên tay đây là phiên bản Core 5 với cái mã đấy là Intel Core 5 11500H và đi kèm với đó là Nvidia T600 laptop. Với hiệu năng của Intel Core 5 11500H thì đây là một con chip 6x12 luồng và TDP nó sẽ ở mức 45W. Hiệu năng trên những cái con chip thế hệ thứ 11 thì mạnh như thế nào chắc là các bạn biết rồi. Con chip này có một cái hay là nó hỗ trợ cái vPro, nó sẽ phù hợp với doanh nghiệp lớn. Đây sẽ là một cái con chip để giúp cái bảo mật nó sẽ tốt hơn này, nó sẽ có tính ổn định cao hơn và cũng như là hỗ trợ những cái tính năng quản lý hệ thống của doanh nghiệp. Và đây cũng chính là cái sự khác biệt so sánh với con Core i5 11400H. Ngoài ra thì những công nghệ xịn sò được Intel trang bị trên những cái dòng chip thế hệ thứ 11 như là PCI Express 4.0, nó sẽ được nâng cái chỉ số IPC lên cao hơn, hay là xử lý những cái tác vụ nhanh và mượt mà hơn này, hỗ trợ sạc nhanh các thứ, thì những cái công nghệ này thì các bạn đã biết hết rồi nên mình cũng sẽ không đề cập đến nhiều nữa. Nói chung là với Intel Core i5 11500H thì hiệu năng chắc các bạn quen quá rồi, nên là mình chỉ cần điểm sơ qua là các bạn đã có thể thấy. Và với cái GPU nó mới là cái thú vị. Đây là Nvidia T600 laptop, nó sẽ có 4GB RAM và có lẽ là con GPU này thì khá ít bạn biết đến nó. Để cho các bạn dễ hiểu thì nó là một cái con GPU được sinh ra cho những công việc làm đồ họa 2D, 3D hay là render video sử dụng nhiều nhân CUDA để mà xử lý. Nói cho dễ hiểu thì nó tương tự những cái dòng Quadro A-Series hoặc là P-Series thường được trang bị trên những bộ PC. Và các bạn cứ tưởng tượng là mấy cái con đấy thì giá nó cao cỡ nào, chắc là các bạn biết rồi. Ồ, một cái hôm khi các bạn nhìn bị giật mình luôn đấy. Những cái bạn làm những cái đồ họa liên quan đến 2D, 3D bằng AI hay là render video bằng Premiere hay là nặng hơn với AutoCAD ấy, thì Nvidia T600 tuy nó không quá mạnh nhưng mà nó cũng đủ để giúp các bạn xử lý những cái tác vụ trong những trường hợp khẩn cấp một cách nhanh hơn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều luôn. Nói chung, khi mà chúng ta nhìn vào thông số của những con các đồ họa đến từ cái dòng Quadro của Nvidia thì nhìn vào những cái thông số các bạn sẽ cảm thấy sao nó cứ sai sai so sánh với mức giá. Nhưng thật ra những cái con các đồ họa này, cái tập lệnh phía bên trong mới là cái quan trọng. Nó được thiết kế, nó được tạo ra và nó được tối ưu cho những cái công việc đòi hỏi cái sự ổn định trong một khoảng thời gian dài. Và với việc sử dụng cái các đồ họa đến từ dòng Quadro của Nvidia thì các bạn cứ hiểu là nó chậm nhưng nó ổn định đều. Và khi sử dụng thì nó được tương thích cực kỳ tốt với những ứng dụng mình có thể điểm tên như là AutoCAD hay là thậm chí thiết kế 2D, 3D thì cũng có rất nhiều cái ứng dụng. Nó chỉ được tối ưu tốt nhất với cái card Quadro này mà thôi. Nên đừng bao giờ nhìn vào thông số của card Quadro mà đánh giá các bạn nhé. Ok, và bởi vì nó là một cái mẫu workstation, thế nên mình tin là cái sản phẩm này cũng sẽ được sử dụng nhiều trong cái môi trường doanh nghiệp. Thì những cái công nghệ bảo mật của HP thì có thể nói là uy tín hàng đầu rồi. Ví dụ như là HP ZBook Power G8 thì được bảo mật bằng HP Group Security for Business này. Đấy, một trong những cái bảo mật an toàn nhất trên thế giới sử dụng cho những mẫu laptop luôn. Nó sẽ bảo vệ chiếc máy của bạn từ BIOS đến trình duyệt này, rồi từ tất cả mọi thứ, đảm bảo an toàn cho chiếc laptop của bạn tránh khỏi những cái mối đe dọa của hacker, đánh cắp dữ liệu thông tin kiểu như vậy. Chưa hết là nó còn có những cái công nghệ bảo mật khác như là HP Pro Security Edition này, HP Client Security Manager Gen 7 này, HP SureSense 8, HP SureClick hay là TPM 2.0. Và các bạn có thể hiểu một điều, dùng những sản phẩm chuyên biệt như thế này của HP thì nó cực kỳ bảo mật luôn. Và với việc bảo mật tối đa cái quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng như thế này thì bạn có thể đăng nhập vào máy thông qua một lần chạm với cảm biến vân tay này thôi. Hay là với cái webcam này chúng ta cũng sẽ có một cái gạt tắt nhanh đi để mà đảm bảo tối đa cái quyền riêng tư của bạn. Nói chung là những cái này quen thuộc hết rồi. Và HP không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Ngoài ra thì ZBook Power G8 còn được trang bị cái ứng dụng gọi là HP Zen Central Remote Boost Software để giúp bạn có thể điều khiển được chiếc laptop của bạn ở bất cứ đâu, cứ có mạng là điều khiển được hết. Nói chung là nó khá là tiện dụng và đây là một cái ứng dụng kiểu dạng remote của chính HP làm ra
nên sự ổn định, sự tương thích của nó là cực kỳ tốt. Thêm một cái nữa là mình chắc chắn các bạn sẽ thích, đấy là cái công nghệ HP Quick Drop. Nó sẽ truyền tải hình ảnh này, video, file dưới những cái thiết bị di động, hỗ trợ cả Android với iOS luôn. Nói chung là bạn chỉ cần cài cái ứng dụng này lên trên điện thoại của bạn và sử dụng thôi, chuyển qua chuyển lại file dữ liệu từ những thiết bị di động sang cái em laptop này một cách cực kỳ nhanh. Và một lần nữa mình nhắc lại, đây đều là những công nghệ mà HP phát triển. Và khi bạn mua mẫu sản phẩm này, em ZBook Power G8 này đến từ HP ấy, thì mặc định các bạn sẽ được cài sẵn Windows 10 Pro. Pro nha các bạn nha, không phải là Single Language như là Home Edition gì đấy đâu, Pro, ok. Và tất nhiên các bạn cũng có thể update lên cái Windows 11 Pro miễn phí. Windows 11 ở thời điểm hiện tại thì cũng khá ngon và ổn định rồi. Nói chung là các bạn có thể nâng cấp lên sử dụng như bình thường, giao diện mới hơn, mượt hơn và nó nhiều tính năng hơn rất là nhiều. Nó sẽ giúp ích khá nhiều trong quá trình các bạn sử dụng, làm việc cũng như là học tập. Và các bạn lưu ý nhé, tất cả những sản phẩm chính hãng HP được phân phối tại Việt Nam á, thì sẽ được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Elite trên toàn quốc. Tóm lại, với em HP ZBook Power G8 này, nó là một mẫu máy chạm di động. Nó mạnh mẽ, nó bền bỉ, nó cứng cáp, nó chắc chắn, nó bảo mật. Và thực sự là hàng loạt những công nghệ trên nó thì mình không lưu gì mình phải bàn nữa cả. Nó cực kỳ là ngon luôn. Tuy nhiên thì cái giá kèm theo chắc chắn là các bạn cũng phải dùng dỉnh hầu bao, nên cảm thấy phù hợp, pick luôn nhá. Và các bạn thấy sao về em laptop này? Comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.